Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phòng chống tham nhũng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chuyên mục hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Hướng dẫn mới về trường hợp kỷ luật cách chức đảng viên. Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Thanh Hóa phát huy vai trò giám sát, phòng ngừa tham nhũng tiêu cực. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 12 năm 2022, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ra quyết định 89 ban hành quy trình kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở. Theo đó, việc kiểm tra chấp hành quy định, chủ trương của đảng thực hiện theo các bước. Đoàn kiểm tra hoặc đại diện triển khai quyết định kế hoạch kiểm tra, thống nhất lịch làm việc với đối tượng kiểm tra và đại diện tổ chức đảng quản lý đảng viên. Yêu cầu đối tượng kiểm tra chuẩn bị báo cáo và cung cấp hồ sơ tài liệu. Đối tượng kiểm tra báo cáo tự kiểm tra bằng văn bản và các hồ sơ tài liệu liên quan gửi cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy qua đoàn kiểm tra. Đoàn kiểm tra thẩm tra xác minh. Tổ chức hội nghị thông qua dự thảo về báo cáo kết quả kiểm tra. Đoàn kiểm tra tiếp tục thẩm tra xác minh về nội dung chưa rõ hoặc có ý kiến khác nhau. Hoàn chỉnh dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, xin ý kiến của ủy ban kiểm tra cấp ủy cung cấp. Đoàn kiểm tra phối hợp văn phòng cấp ủy báo cáo thường trực cấp ủy quyết định thời gian tổ chức hội nghị cấp ủy hoặc ban thường vụ cấp ủy, gửi báo cáo về kết quả kiểm tra đến các đồng chí ủy viên ban thường vụ hoặc cấp ủy ủy viên theo quy chế làm việc. Theo quyết định 3155 của Bộ Y tế mới được ban hành năm 2023, Bộ Y tế sẽ thực hiện 41 cuộc thanh tra, trong đó tập trung thanh tra khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, quản lý sử dụng vaccine. Trong tổng số 41 cuộc thanh tra được thực hiện năm 2023, thanh tra Bộ Y tế có 23 cuộc, các đơn vị được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thực hiện 18 cuộc, trong đó có 17 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị vật tư y tế. Đối với lĩnh vực y tế dự phòng sẽ có 4 cuộc thanh tra về y tế dự phòng, an toàn thực phẩm, phòng chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Đối với lĩnh vực khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế, sẽ có 6 cuộc thanh tra về trách nhiệm thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, công tác quản lý nhà nước trong khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế, chấp hành các quy định của pháp luật về khám chữa bệnh đối với những đối tượng bắt buộc chữa bệnh và thanh tra toàn diện công tác tại bệnh viện. Đối với lĩnh vực dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế, sẽ có 7 cuộc thanh tra về việc thực hiện quy định của pháp luật trong quản lý chất lượng thuốc, quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt, và đấu thầu mua sắm thuốc trang thiết bị vật tư y tế. Thưa quý vị và các bạn, Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005 quy định, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có trách nhiệm vận động nhân dân tham gia tích cực vào việc phòng chống tham nhũng, phát hiện, kiến nghị cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền xử lý người có hành vi tham nhũng, giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng. Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Thanh Hóa đã tích cực phát huy vai trò, triển khai nhiều hoạt động cụ thể, mang lại nhiều kết quả tích cực. Cuối năm 2019, Ủy ban dân xã Quảng Định, huyện Quảng Xương đầu tư xây dựng tuyến kênh Ngõ Bái ở thôn Trung Đình với nguồn kinh phí gần 3 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Ban Thanh tra Nhân dân do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Quảng Định thành lập được phân công giám sát hoạt động xây dựng của nhà thầu. Quá trình giám sát, Ban Thanh tra Nhân dân của xã phát hiện một số hạng mục nhà thầu sử dụng bê tông không đảm bảo chất lượng, dùng đá loại 1-2 không đúng thiết kế, đáy mương làm sâu hơn ruộng, gây khó cho việc dẫn nước. Ban Thanh tra Nhân dân đã yêu cầu nhà thầu khắc phục bằng cách thay đá 1-2 bằng đá 3-4, đổ thêm bê tông, nâng đáy mương cao hơn lòng ruộng. Trong suốt thời gian thi công, các thành viên của ban thường xuyên có mặt, giám sát, yêu cầu nhà thầu thi công đúng thiết kế. Nhờ sự tham gia tích cực của Ban Thanh tra Nhân dân, công trình sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng đến nay vẫn đảm bảo chất lượng, được nhân dân đánh giá cao. Đối với các nhà thầu thì phải thực hiện theo đúng cái quy trình thiết kế và cái dự toán đã được đưa ra, cho nên không được làm mang tính chất tức là chỉ làm cho xong rồi cuối cùng là hậu quả sau này thì trách nhiệm là cuối cùng là nhân dân rồi cũng đảng ủy chính quyền địa phương đây phải nhận hậu quả đó. Do đó cho nên là chung nhà thầu về phía chủ nhà thầu thì nhà thầu cũng rất là công nhận và thấy những cái khuyết điểm và cái thiếu sót của nhà thầu và cũng đã kịp thời và là để sửa chữa lại. Không chỉ xã Quảng Định, ở tất cả các xã, phường, địa phương đều có ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư cộng đồng, là hai mô hình hoạt động của Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở.
hai ban này thay mặt nhân dân thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra đối với việc thực hiện chính sách pháp luật, các hoạt động đầu tư tại cộng đồng, kịp thời phát hiện những sai sót vi phạm để kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết. Mặt trận Tổ quốc thì phối hợp cùng với lại các tổ chức thành viên thì cũng có tham gia giám sát và phản biện xã hội. Thì trong quá trình giám sát thì cũng phát hiện được một số cái sai phạm tuy là nhỏ thôi nhưng mà có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Vì vậy mà Mặt trận Tổ quốc cũng đã có những cái kiến nghị đến Ủy ban Nhân dân phường và các cơ quan chức năng là dừng những cái công trình thi công đấy lại mà để đảm bảo cái an toàn cho người dân. Không chỉ thực hiện chức năng giám sát hoạt động đầu tư tại cộng đồng, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã lựa chọn giám sát tập trung vào các vấn đề được nhân dân và dư luận quan tâm như việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên theo quy định 124 trên địa bàn tỉnh, việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của Chủ tịch Ủy ban dân các cấp, việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, việc thực hiện nghị quyết số 68 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Qua công tác giám sát đã kịp thời báo cáo cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và chính quyền, giải quyết những phản ánh kiến nghị, góp ý thiết thực của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc cũng đã thực hiện tốt cái nhiệm vụ giám sát phản biện theo cái chức năng nhiệm vụ của tổ chức mặt trận, cũng đã thực hiện cái việc giám sát các cái tổ chức, các cơ quan trong cái việc thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước nhằm ngăn ngừa các cái sai phạm có thể xảy ra. Cùng với đó là cũng tiếp thu những cái bất cập, bất hợp lý trong cái việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật để góp ý với các cấp thẩm quyền điều chỉnh nó phù hợp. Thời gian qua, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh thường xuyên phối hợp với Ban Nội chính tỉnh ủy nắm bắt tình hình, nguyên nhân một số vụ việc khiếu kiện đông người trên địa bàn tỉnh để báo cáo Thường trực tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết, lựa chọn các vụ việc khiếu kiện phức tạp kéo dài để giám sát tại 7 huyện Thọ Xuân, Yên Định, Thiệu Hóa, Nông Cống, thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn và thị xã Nghi Sơn. Trong năm 2022, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tổ chức phản biện xã hội đối với 986 dự thảo văn bản của các cấp ngành địa phương trong tỉnh. Trong đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức phản biện xã hội đối với 21 dự thảo tờ trình của Ủy ban dân tỉnh, dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các dự thảo đề án của các sở ngành cấp tỉnh. Kết quả phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc các cấp được cấp ủy chính quyền đánh giá cao, đồng thời chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu chọn lọc, góp phần nâng cao chất lượng các văn bản dự thảo và cơ chế chính sách. Năm 2023, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện hoạt động giám sát theo quy định, trong đó chú trọng phối hợp giám sát việc nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên, giám sát việc công khai minh bạch, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, giám sát trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy chính quyền trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, xử lý những phản ánh kiến nghị của dân, giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là những vụ khiếu kiện đông người, kéo dài, bức xúc của nhân dân. Trên cơ sở cái chương trình giám sát phản biện xã hội năm 2023 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt, thì chúng tôi sẽ ban hành kế hoạch triển khai đồng bộ trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Thanh Hóa. Trong đó đề nghị với Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp xã trên cơ sở các cái nội dung mà Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã lựa chọn, đồng thời ở các cấp và cơ sở cũng lựa chọn để thực hiện giám sát trên địa bàn toàn tỉnh liên quan đến việc giám sát đối với cán bộ đảng viên người đứng đầu nơi cư trú thực hiện cái việc phòng chống tham nhũng tiêu cực ngay từ cơ sở. Chuyên mục phòng chống tham nhũng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.